Bộ Công an bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cục, giám đốc, phó giám đốc Công an tỉnh. Trong ngày 30 tháng 6 và mùng 1 tháng 7, ngoài 3 cục trưởng, ngành công an còn bổ nhiệm 2 giám đốc và 4 phó giám đốc công an các tỉnh thành. Cụ thể, ngày mùng 1 tháng 7, tại Đồng Nai, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Công an đã trao quyết định điều động bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, thay Thiếu tướng Vũ Hồng Văn nhận nhiệm vụ mới. Cũng ngày 1 tháng 7, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh. Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về điều động bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Phó Cục trưởng Cục An ninh Nội địa đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh. Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Công an đã chúc mừng Đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an Hà Tĩnh được điều động và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Viễn thông và Cơ yếu Bộ Công an. Cũng trong ngày 1 tháng 7, Công an Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác tổ chức cán bộ, bổ nhiệm chức vụ đối với 3 phó giám đốc. Tân 3 phó giám đốc Công an Hà Nội được bổ nhiệm gồm các đại tá Dương Đức Hải, trưởng phòng cảnh sát giao thông, Phạm Thanh Hùng, trưởng phòng an ninh kinh tế, Nguyễn Thành Long, trưởng công an quận Nam Từ Liêm. Trước đó một ngày, chiều 30 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động Cục trưởng Cục Viễn thông và Cơ yếu đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Thông báo quyết định điều động Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã trao quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Viễn thông và Cơ yếu đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh vào ngày 1 tháng 7. Đồng thời thông báo quyết định điều động Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân từ ngày 1 tháng 7. Cũng trong ngày 30 tháng 6, Công an tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Tống Như Sơn, trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.